quý vị, giải BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 sẽ diễn ra tại sân BRG Đà Nẵng Golf Resort, quận Ngũ Hành Sơn từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Đây là hoạt động trọng tâm của lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022 nằm trong hệ thống giải golf phát triển châu Á Asian Development Tour ADT của Asian Tour. Đà Nẵng sẽ đăng cai giải đấu này trong 3 năm liên tiếp từ 2022 đến năm 2024. Với thông điệp Infinite Connection, kết nối là vô tận, giải đấu BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 là cơ hội để kết nối golf Việt Nam và golf thế giới, là sự giao thoa những giá trị thể thao, văn hóa, con người, đồng thời mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đại diện tập đoàn BRG cho biết, để chuẩn bị cho giải đấu này, BRG Đà Nẵng Golf Resort đảm bảo nguồn nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng, để những golf thủ tới sân đều có trải nghiệm tốt nhất. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến nguồn nhân lực thông qua việc liên tục mở những đợt tuyển dụng, đào tạo chuyên sâu, xây dựng nguồn nhân lực dồi dào và có trình độ. Tập đoàn BRG đã mời những chuyên gia đạt chuẩn PGA quốc tế có kinh nghiệm để quản lý sân golf cũng như chăm sóc sân cỏ. Ngoài ra, hàng năm, những khóa đào tạo chuyên sâu ở mọi cấp độ được triển khai trên toàn hệ thống, giúp cán bộ nhân viên của tập đoàn BRG được tiếp cận những kiến thức mới và cập nhật nhất của thế giới để luôn sẵn sàng làm tốt vai trò của mình. Giải BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 sẽ được thi đấu chính thức tại sân Nislos Course thuộc BRG Đà Nẵng Golf Club. Hiện tại, các chuyên gia quốc tế tại sân hay từ các sân golf khác liên tục tới kiểm tra, khảo sát từng hố golf để đảm bảo chất lượng thi đấu tốt nhất. Ngoài ra, tập đoàn BRG cũng chọn ra những gương mặt tốt nhất trong đội ngũ nhân viên phục vụ khách golf là đội ngũ kích đi, toàn hệ thống để đào tạo chuyên sâu trước khi đưa tới Đà Nẵng, để cùng đội ngũ kích đi của sân Đà Nẵng phục vụ cho giải đấu này. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 những dịch vụ chất lượng nhất, nguồn nhân sự chu đáo nhất, chất lượng sân cỏ tốt nhất, làm hài lòng tất cả các golf thủ tham gia giải đấu. Chúng tôi mong rằng lễ hội du lịch golf nói riêng và giải đấu BRG Open Golf Championship Đà Nẵng sẽ diễn ra thành công, trở thành một dấu ấn khó quên đối với lĩnh vực thể thao cũng như du lịch Việt Nam. Giải đấu được bảo trợ bởi Hiệp hội Golf Việt Nam, dự kiến quy tụ 144 golfer chuyên nghiệp quốc tế và Việt Nam với tổng giải thưởng 75.000 đô la Mỹ. Giải đấu không chỉ tạo cú hích đối với phát triển du lịch golf tại Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, mà còn góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng là điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á, thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao của thành phố. Và chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng công ty Asian Tour quan tâm chỉ đạo kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công sự kiện. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn tập đoàn BRG sẽ phối hợp với công ty VGS Events sẽ tổ chức chu đáo hoạt động và tiếp tục đưa ra những ý tưởng phát triển du lịch và ngành công nghiệp golf.